Ai mà quá hiện vị lai, sống không sở hữu trong ngoài sạch lao cũng chẳng mắc câu. Những người như vậy đứng đầu Bà La Môn, Hòa Thượng Giới Đức. Dạ thưa con, kính tri ân quý sư và quý cô tu nữ, con kính mời vị kế tiếp. Cảm ơn Tina. Dạ, cảm ơn chị Đặng Đông cho biết âm thanh rõ. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con kính đảnh lễ chị Đại Đức Tăng, quý cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Cảm ơn Trần Phụng đã cho biết âm thanh và cảm ơn chị Nhật Huỳnh ạ. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú số 421. Yat sa bu re cha bát cha cha mát chê cha nát thi kinh cha năng á kinh cha năng á na đà năng tam hằng rô mi rầm ma năng. Ai quá hiện vị lai, không một sở hữu gì, không sở hữu, không nắm, ta gọi Bà La Môn. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ai mà quá hiện vị lai, sống không sở hữu, trong ngồi sạch lao cũng chẳng mắc câu. Những người như vậy đứng đầu Bà La Môn. Và đó là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Yat sa bu re cha pat cha cha man che cha nang thi kinh cha nang a kinh cha nang a na da nang ta ma hang du mi ram ma nang. Ya sa bu re cha pan cha cha ma che cha na thi kinh cha năng a kinh cha năng a na đa năng ta ma hăng đô mi ram ma năng. Dạ, con đã đọc bài xong, mới mời vị kế tiếp ạ. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ, con kính chào quý thiện hữu trong đạo tràng. Con xin phép được đọc bài câu Pháp Cú 421. Yat sa bu re cha bát cha cha mát chê cha nát thi kinh cha nàng a kình cha nàng a nà đà nàng tá ma hàng rồ mi rầm ma nàng. Giá xá bú rê chá bát cha chá mắt chê chá nát thí kình chá nàng a kình chá nàng a nà đà nàng tá ma hàng rồ mi rầm ma nàng. Ai quá hiện vị lai, không một sở hữu gì, không sở hữu, không nắm, ta gọi Bà La Môn. Dạ, đây là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ sa bu re cha ba cha cha ma cha cha na thi kinh cha năng a kinh cha năng a na đa năng ta ma ha bu mi ram ma năng. Dạ sa bu re cha ba cha cha ma cha cha na thi kinh cha năng a kính cha năng a na đa năng ta ma hăng chu mi râm ma năng. Ai mà quá hiện vị lai, sống không sở hữu, trăm ngòi sạch lâu cũng chẳng mắc câu. Những người như vậy đứng đầu Bà La Môn.
Và đây là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Như Đức. Dạ, con đã đọc bài xong. Con xin xuống mic, con mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sông Kha Giá. Con kính lệnh lễ Đức Phật, con kính lệnh lễ Giáo Pháp, con kính lệnh lễ Đức Tăng, con kính lệnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc con bài câu pháp cú số 421. Giác xá phú rê chá bát cha chá mát chê chá nát thí kinh chá năng á kim chá năng á na la năng á ma hằng rù mỹ rầm má năng giác xá phú rê chá pháp cha chá mát chê chá nát thí kim chá năng á kim chá năng á na đa năng á ma hằng rù mỹ rầm má năng giác xá phú rê chá pháp cha chá mát chê chá nát thí kim chá năng á khiên chá năng á na đa năng tá ma hằng rù mí rầm ma năng ai quá hiện vị lai không một sở hữu gì không sở hữu không nắm ta gọi bà la môn. Bản dịch của hòa thượng Minh Châu. Ai mà quá hiện vị lai sống không sở hữu trong ngoài sạch lao cũng chẳng mắc câu. Những người như vậy đứng đầu bà la môn. Bản phổ thơ của hòa thượng Như Đức. Và công dân đã ôm bài xong, mới mời bàn tay của sức quan thanh. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con kính đảnh lễ sư Thượng Tọa Minh Hạnh và sư Đại Đức Minh Đạt, và con kính lễ cô tu nữ Tại Duyên, và con kính chào toàn thể đạo tràng, và con kính lễ quý cô tu nữ trong đạo tràng. Con xin trả bài câu pháp cú 420, con đọc bài câu pháp cú 421. Sát sa bu dề cha ba cha bác bách cha cha mách chề cha nát thi kình cha nằng a kình cha cha nằng a na đà nằng ta ma hằng rù mi rầm ma nằng sát sa bu dề cha bách cha cha mách chề cha nát thi thi kình cha nằng a kình cha nằng a na đà nằng ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. Ai quá hiện vị lai không một sở hữu gì không sở hữu không nắm ta gọi bà la môn. Đấy là của hòa thượng Thích Minh Châu. Con xin cả già sa bu dê cha bách cha cha mạch che cha na thi kinh cha năng a kinh cha năng a na đa năng ta ma hăng ru mi ram ma năng dắt sa bu rê cha bách cha cha mạch chề cha nát thi kình cha nằng a kình cha nằng a na đà nằng ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. Ai mà quá hiện vị lai sống không sở hữu trong ngoài sạch lau cũng chẳng mắc câu. Những người như vậy đứng đầu bà la môn của hòa thượng Giới Đức. Dạ con đã cạ và đọc xong. Dạ con xin xuống mic. Con xin dạ, sa thú lành thay, sĩ quan thanh, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn, cô tu nữ Tuệ Duyên. Ai mình kính chào quý anh chị. Cảm ơn quý chị đã cho biết rõ âm thanh. Dạ, cảm ơn huynh trưởng. Con xin phép trả bài câu pháp cú số 421. Giá sa bu rê cha ba cha cha mai chê cha na thi kình cha nằng
A kinh cha nàng a na đà nàng tạ ma hằng rụ mi rầm ma nàng và sa bu re và bạch cha cha ma che cha na thiên cha nàng a kinh cha nàng a na đà nàng tạ ma hằng rụ mi rầm ma nàng ai quá hiện vị lai không một sở hữu gì không sở hữu không nắm ta gọi bà la môn bản dịch của hòa thượng minh châu cha sa bu re cha ba cha cha ma che cha na thi kinh cha nâng a kinh cha nâng a na đa nâng ta ma hăng ru mi râm ma nâng cha sa bu re cha ta cha cha ma che cha na thi kinh cha nâng a kinh cha nâng a na đa nâng ta ma hăng ru mi râm ma nâng ai mà quá hiện vị lai, sống không sở hữu, trong ngoài sạch lâu cũng chẳng mắc câu. Những người như vậy, đứng đầu bà La Môn, phụ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, anh Minh kính mời vinh trưởng tiếp theo ạ. Sa thu sa thu lành tại sĩ đại mình. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Hòa Giá, Nam mô Sẵn Khà Giá, Kinh Đại Lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp. Và chư tăng kính đại lễ cho đại đức tăng trong đạo tràng kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ con xin được kể kinh pháp cú số 200 à, số 421. À, cảm ơn các quý vị cho biết nghe rõ nhé. Yassa pure cha pak cha cha ma che cha na thi kinh cha năng kinh cha năng a na đa năng ta ma hằng phu mi pram ma năng yat sa pu re cha pa cha cha ma che cha na thi kinh cha năng a kinh cha năng a na đa năng ta ma hằng phu mi pram ma năng yat sa pu re cha pa cha cha ma che cha na thi kinh cha năng a kinh cha năng a na đa năng ta ma hằng phu mi pram ma năng ai quá hiện vị lai không một sở hữu gì không sở hữu không nắm ta gọi bà la môn bản dịch của ngài Minh Châu ai mà quá hiện vị lai sống không sở hữu trong ngoài sạch lâu sạch lâu cũng chẳng mắc câu những người như vậy đứng đầu bà la môn bản phổ thơ của ngài Giới Đức nam mô Phật Thà Gia nam mô Tham Ma Gia nam mô Sẵn Khà Gia dạ xin kính mời sư tăng nhật phình ra cảnh mỗi sư thế đó dạ sa thủ kính cảm ơn Vinh Quát Thanh Á nam mô Phật Thà Giá nam mô Tham Ma Giá nam mô Sằng Khà Giá một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức con thành kính đảnh lễ đại đức minh mẫn vừa quan tâm vào đạo tràng nhật quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ nhật quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu và cảm ơn xích trần đông xích hoàng nguyệt xích trần đạo cho nhật quỳnh biết được tín hiệu và con xin được phong bài pháp cú kinh số 421 và cảm ơn quỳnh đã cho bài học Yasaburre chapmacha chamache chanati kin chanang akin chanang anada nang tamahang su mi sam anang ai quá hiện vị lai không một sở hữu gì không sở hữu không nắm ta gọi bà la môn và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu Yasaburre chapmacha cha ma che cha na thi kinh cha năng cha con xin sám hối với đạo tràng à kinh cha năng à na đa năng tam ma hăng su mi sam ma năng ai quá hiện vị lai sống không sở hữu trong ngoài sạch lao sạch lao cũng chẳng mắc câu những người như vậy đứng đầu bà la môn và đây là bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức
Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tâm đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ sa, dạ con xin sám hối với đạo tràng, tại con có chút phân tâm nên con bị trả bài không có suôn sẻ. Nhưng mà trước khi con cảm ơn Vinh Quá Tha Ná, cô Ái Minh, xích Hoàng Thành, Cẩm Vân, xích Trần Phụng, xích Tâm Hương, xích Tina, xích Trạng Đông đã, và cô tu nữ Tệ Duyên đã hoan hỷ lên ôn bài Pháp Cú Kinh số 421. Dạ, cảm ơn Hoàng Nguyệt. Dạ, trước khi con thay mặt đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư, dạ, Nhật Quỳnh xin, con xin thành kính thông báo với chư Tôn Đức, cũng như kính thưa quý vị trong đạo tràng, xin thông báo rằng cái nick của Facebook của Sư Minh Hạnh và cái email của Sư Minh Hạnh có vấn đề. Tức là người ta đã giả cái Facebook của Sư và cái email để kêu gọi tiền bạc, nên là con xin thông báo với quý ngài và đạo tràng, nếu có cái nick của Sư Minh Hạnh mà nói về vấn đề tiền bạc thì xin quý ngài cũng như quý vị cảnh giác cái điều này. Dạ, con cung thỉnh Sư con cung thỉnh Sư Minh Hạnh có thể đưa cái nick Facebook của Sư lên đạo tràng giùm con á Bạch Sư, để cho đạo tràng có thể hiểu được cái nick đó cho rõ ràng hơn. Con đưa lên con sợ không có đúng lắm đó Bạch Sư. Dạ, con xin thông báo với tất cả quý ngài cũng như quý vị. Dạ, lúc đặc thường thì con thỉnh Pháp Sư con mới đưa Facebook con lên, nhưng mà hồi nãy dạ đó cái nick của Sư đó. Dạ, dạ, nhưng mà người ta vẫn giả đó cô ấy Minh, Sư mới vừa cho Nhật Quỳnh biết. Dạ, nên có hình bữa hổm nít của Nhật Quỳnh, có hình đó, cũng lấy cái hình của Nhật Quỳnh người ta kêu gọi tiền bạc đó, cũng có vài gì bị đó cô ấy Minh. Nên xin tất cả hãy cẩn thận. Có cái nít, thí dụ như nít Văn Phú Nguyễn này đi, mà có kêu quý vị áp nít thì mình nghĩ rằng ồ, có hình Sư Minh Hạnh mình áp nít vô là có chuyện liền nha quý vị, là sẽ có chuyện liền, nên rất là cẩn thận. Dạ, cho nên con mới vừa nhận cái tín hiệu của Sư Minh Hạnh nên cái đầu con rất là bị phân tâm. Dạ, con nghĩ tới cái cảnh con hôm trước, con cũng bị quấn quýt hết mấy ngày luôn. Dạ, nên con rất là tri ân Sư đã cho con biết để con có thể thông báo rộng rãi lên đạo tràng. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được tại Đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay, câu Pháp Cú Kinh số 422. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu da ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu da ha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành đại tạng mùi hương, pháp màu ánh sáng khi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui, phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh dự pháp từ, đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp,
bốn mười lăm hạ giáp vẹn toàn, một lòng chân thôi không mòn, à những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, a đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, a thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, a tới mê cầu được đi đi vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng viên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 422. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. À. Sa thú lần thai kính tri ân cô Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Ồ, nghe hơi nhỏ ha. Dạ. Nghe hơi nhỏ thì chỉnh nó lớn. Dạ, rồi chắc là ok rồi. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú số 422. 422 rồi hả? Ủa vậy là ngày mai là ngày cuối cùng rồi. Rồi vậy học xong rồi có học lại không quý vị? Và nhìn vô chúng tôi mới thấy ha, là mình học đến 422 rồi, tổng câu kệ là có dạ rồi. Sư Tự Quyền nói sao sư, thưa cô? Thôi kệ chuyện đó, hạ hồi phân giải đi ha. Chuyện đó hạ hồi phân giải đi ha. Bây giờ chúng ta vẫn cứ học đi. Các pháp phát sanh lên do nhân duyên mà. Và chúng ta cứ biết hiện tại thôi. Hiện tại mình đang học tới đây thì mình cứ tiếp tục học. Đó, hồi đủ duyên lành mà chúng ta có cái điều kiện học pháp thì cứ học. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau học câu kệ pháp cú số 422 này. Chúng tôi sẽ đọc qua hai lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ: U sa phần pa wa rằng quý rằng. U sa phần pa wa rằng quý rằng. Đoạn thứ 2: Ma hề sinh quý chi ta quý năng. Ma hề sinh quý chí ta quý năng. Đoạn thứ 3: A nê chăng na ca ta na ha ta căng bút thăng. A nê chăng na ha ta căng bút thăng. Và đoạn thứ 4: Ta ma hăng ru mi pram ma năng. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có 3 từ. Ba từ này, ba danh từ. Ở trong ba đoạn đầu đó, xin thưa quý vị, khi chúng ta đọc vô đó, chúng ta đều thấy chia theo đối cách hết, chia theo cách thứ hai.
Thành ra chúng ta mới thấy có cái hình thức là ăn 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 in ăn 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 ăn. À, nếu mà vì ngữ Ý đó thì là in, mà vì ngữ Á đó thì là ăn. Đây là đối cách. À, thì tất cả cái từ chia đối cách trong đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 này đó là để giải thích cho cái từ tăng ở đoạn thứ tư. Chữ tăng ở đoạn thứ tư cũng chia theo đối cách cách thứ hai. À, thì thành ra các cái từ ở trong đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 này nè, à, chúng ta để hiểu đó, đây là chỉ cho người, là các cái đức tính của một người. Rồi đoạn 1 có 3 từ Usaphang. Usaphang có nghĩa đó là con bò chúa. Con bò chúa, hoặc là một người mà rất là mạnh mẽ, rất là mạnh khỏe. A very strong man. Con bò chúa. Ngài Hòa Thượng Minh Châu, ngài dịch đó là trâu chúa. À, xin thưa quý vị, đây là con bò chúa. À, con bò chúa hay con bò mộng. Thứ hai, từ thứ hai, con bò chúa mà mình ẩn dụ cho người đó thì là mình phải dịch cái gì? Ngài Hòa Thượng Minh Châu, người dịch là bậc trâu chúa. Chẳng lẽ là mình là dịch là bậc bò chúa? À, tiếng Anh họ dịch đó là a very strong man, hoặc là bull of a man. À, tức là con người của mình nó có, cũng có cái đặc tính hay giống như cái con bò chúa vậy đó. Rồi thôi, mình cứ con bò chúa đi ha. À, còn hoặc là quý vị có thể nghe theo Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Ngài Hòa Thượng Minh Châu, ngài dịch là bậc trâu chúa. Từ thứ hai, Pa Qua Răng. Pa Qua Răng đó là bậc hay là người cao quý, cao thượng, ưu tú. Từ thứ ba, Quý Răng. Quý Răng hả? Quý Răng dịch là gì? Rồi, ở trong chú giải người ta dịch là Quý Răng. À, Quý Răng ở trong chú giải thì dịch là Quý Rì Sam Bát Tí Gia, hay là bậc can đảm. Ngài Hòa Thượng Minh Châu, ngài dịch là bậc hùng dũng, bậc anh hùng. À, Quý Răng là anh hùng hoặc là bậc can đảm. Không, bậc chiến thắng không phải đâu. Quý Răng không phải là bậc chiến thắng. À, bậc chiến thắng là Quý Chí Ta. À, Quý Chí Ta Quy Năng đó thì mới là bậc chiến thắng. Rồi chúng ta đến đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên Mahesin. Mahesin có nghĩa là bậc ẩn sĩ hoặc là bậc đại trí thức. Từ thứ hai, Quý Chí Ta Quý Năng. À, đây mới là bậc chiến thắng. Quý Chí Ta Quý Năng là bậc chiến thắng.
Chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ. Nê chăng là bậc thoát khỏi dục vọng. Nghe Hòa Thượng Minh Châu mà dịch là gì? Ngài dịch ra là bậc không có nhiễm. Bậc thoát khỏi dục vọng. Đó, Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngài dịch ra là bậc không có nhiễm. Từ thứ hai, Na Ha Ta Căng. Na Ha Ta Căng, cái này nó có hai cách viết. Một là bỏ đi cái một là Na Ha Ta Căng, và thứ hai đó là chữ ná đó mà bỏ cái vị ngữ á đi. Nó có hai cách viết vậy đó. Để quý vị khi mà tra từ điển đó, không có cái từ Na Ha Ta Căng này thì quý vị sẽ tra cái từ là N Ha Ta Căng. Nó có nghĩa đó là người đã tắm sạch nè, người đã tẩy sạch. Thì ở đây Ngài Quận Minh Châu ngài dịch là bậc tẩy sạch. Người đã tắm sạch, người đã tẩy sạch. Rồi từ thứ ba, Bút Thăng. Dịch là bậc giác ngộ. Rồi đoạn thứ tư thì tất cả chúng ta đã biết rồi. Tâm hăng phu mi phram mã năng. Bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi. Ở trong câu kệ này, khi nãy chúng tôi nói với quý vị đó, ba đoạn đầu tất cả các từ đều chia ở đối cách cách thứ hai hết. Tất cả các cái từ đó là giải thích cho cái từ tăng ở đoạn thứ tư. Thành ra chúng ta sẽ bắt cái đoạn thứ tư dịch trước. Hăng ta pru mi, gọi tăng người ấy, gọi bậc Usa Phăng, bậc trâu chúa. Mình dịch theo Ngài Hòa Thượng Minh Châu đi, chứ bậc gì đó, bậc bò chúa. Bậc bò chúa cũng được. Bậc bò chúa nè. Bậc Pa Qua Răng là bậc Pa Qua Răng là bậc cao thượng. Năng là bậc can đảm hay là anh hùng. Mê Hê Sinh, bậc ẩn sĩ. Quý Chí Ta Quý Năng, bậc chiến thắng. A Nê Chăng, bậc thoát khỏi dục vọng. Na Ha Ta Căng là bậc tẩy sạch. Bút Thăng, bậc giác ngộ. La Phram Ma Năng, Bà La Môn. Dạ đó, dịch Bali mà theo văn xuôi đó là dịch như vậy đó, xin thưa quý vị. Còn chúng ta gò dũa theo văn kệ 5 chữ hoặc là 8 chữ đó thì chúng ta có thể chuyển vế sao để cho nghe nó suông suông, rồi nghe nó hay hay. Thì cái đó là tài văn chương ở mỗi người. Kính Tri Ân Sĩ Đại Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng đổi và biết được phần chiếc nghĩa từ vận cùng với việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 422. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử hướng về Tam Bảo để làm lễ, rồi cùng nhau bước vào học duyên sự và ý nghĩa của câu kệ này. Arahang samma sambuddho phakkhavā buddhaṃ phakkhavantaṃ avivādemi svakkhato phakkhavatā dhammo dhammaṃ namassāmi suppatippanno phakkhavato sāvaka saṅkho saṅkhaṃ namāmi namaturatanatayassa.
Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đứng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, từ Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài là thầy cả của chư thiên và nhân loại. Pháp Bảo do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, có công năng hướng thượng, có công năng ngăn trừ hoặc đoạn tuyệt được các căn bệnh phiền não. Những ai hành theo, ắt sẽ được sự lợi lạc. Tăng chúng là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm. Các ngài thừa hành Như Lai Sứ, tác Như Lai Sự, là mô phạm của chúng sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ở Đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại Rung Pháp Cú Kinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng đến câu kệ Pháp Cú số 422. Câu kệ này nằm trong phẩm Brahmana Vakka, phẩm Bà La Môn. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chê Tấu Á Ná đề cập đến trưởng lão Angulimala. Bà con chúng ta biết trưởng lão Angulimala ha? Trưởng lão Angulimala đó còn được gọi là tướng cướp. Tướng cướp Angulimala. Hay là ngài ngài vô não. Ahimsa. Nếu mà nói về cái cuộc đời của Ngài đó thì đúng, cô Nhật Quỳnh nói là chính xác, chỉ nghe nói thôi ha. Chứ còn mình đâu có mục đích đâu, mình đâu có sống cùng thời với Ngài đâu. Thành ra mình biết đó, qua người ta nói lại, mình biết qua sách vở thôi. Thì cuộc đời của Ngài Angulimala này dài lắm. Nhưng mà liên quan đến câu kệ này nè. Thì xin thưa quý vị đó. Chỉ nói đến một phần, một khía cạnh ở trong cuộc đời của Ngài thôi. Đó là có một lần vua Basenadi đã thi để cúng dường đến Phật và tăng chúng. Thì cái cuộc thi này người ta gọi là cuộc thi đại thí giữa vua Pasenadi và dân ở thành Sawatthi. Chắc bà con chúng ta cũng biết luôn ha. Vua Pasenadi đó, mình đường đường là vua nè, chủ của quốc độ. Ấy thế đó mà cái sự cúng dường của vua đó không có bằng dân chúng. Quý vị quan hỷ đợi chúng tôi chút. Làm phước mà mình vua nè, làm phước mà không có lại dân chúng luôn. Cái vua mới buồn rầu. Nhưng mà may thay vua có một bà hoàng hậu, bà vợ tên là Mạc Lợi hay là Malika. Thì hoàng hậu Malika này sau khi biết được sự việc thì mới bày cho vua cái cách để vua chiến thắng được người dân ở thành Sawatthi. Quý vị nhớ cái câu chuyện này không ạ? Và quý vị biết cái cách mà vua thắng là như thế nào không? Đó là người dân dù cho họ có giàu có như thế nào đi nữa đó, biết không? Thì họ cũng không có những cái công chúa xinh đẹp để mà đứng ra hầu hạ phục dịch quạt cho Phật chư Tăng. Rồi dân chúng họ có giàu có như thế nào đi nữa đó, thì họ cũng không có những cái con voi được thuần chủng
để đứng cầm lọng hầu hạ cho Phật và chư Tăng. Thì chỉ nhờ hai điểm này thôi nè là nhà vua đã thắng được dân ở thành Sawatthi. Thì vì thỉnh Đức Phật cùng với 499 vị tỳ kheo, tổng cộng là 500. Thành ra vua phải chuẩn bị đến 500 con voi thuần chủng để cầm lọc. Nhưng mà vua mới thuần chủng được có 499 con. Còn có một con nó rất là hung hãn, thuần chủng chưa có được. Vua cũng lo sợ cái bà hoàng hậu Malika, nói để thiếp sắp xếp cho. Bà hoàng hậu Malika sắp xếp 499 con voi đó cho Đức Phật và chư tăng khác, riêng ngài Angulimala đó. Thì bà hoàng hậu Malika sắp xếp cái con voi hung hãn chưa được thuần chủng đó đó đứng đằng sau cầm lọng. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, cái con voi đó khi mà nó đến nó cầm lọng cho ngài Angulimala đó, thì nó trở nên hiền dịu này, hiền thục này, dễ thương này, dễ bảo này, dễ dạy. Và khiến cho dân chúng ở đó, người ta bội phục vô cùng, đồng thời cũng khởi lên nhiều cái thắc mắc. Rồi một thời gian sau, cái chư tăng mới bàn tán xôn xao. Thì ở đây mình hiểu là chư tăng mà đang bàn tán xôn xao này nè, nói nhỏ nghe đó là còn hơi nhiều chuyện đó. Thì đây là phàm tăng thôi. Nói là thì mới đến hỏi ngài Angulimala đó, mới hỏi là thưa hiền giả Angulimala, khi mà cái voi hung hăng đó nó đứng đằng sau nó cầm lọng để che cho hiền giả đó, thì hiền giả có sợ không? Thì ngài Angulimala mới trả lời là thưa chư hiền, tôi không có sợ cái con voi hung dữ đó đâu. Thì chư tăng nghe tôn giả, nghe trưởng lão Angulimala nói như vậy đã cho rằng vị này đang khoe pháp bậc cao nhân, thành ra mới mét lên Đức Phật. Đức Phật ngài mới dạy, ngài nói này các tỳ kheo, Angulimala con trai của Như La, của Như Lai, không còn sợ hãi nữa. Vì rằng chư tỳ kheo vô lậu dũng mạnh như thế nào đó, thì con Như Lai đó là một trong những người dũng mạnh ấy. Angulimala đã dứt khỏi sự sợ hãi rồi. Nói như vậy xong, Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên câu kệ: Usa phăng pa quả răng quý răng ma hê sinh quý chi ta quý năng a nê chăng na hà ta căng bút thăng ta ma hằng rù mi ram ma năng. Và câu kệ này được ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: Bậc trâu chúa thù thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi Bà La Môn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch như thế này: Ví như trâu chúa kiêu hùng, đại sĩ vô quý, vô cùng quý cao, bậc chiến thắng cả trần lao, tuệ tri giác ngộ khác nào Bà La Môn. Và chúng tôi cũng đã có dịch văn xuôi của cái câu kệ này. Thành ra qua ba bản dịch này thì đây là ba phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật ngài dạy. Vậy thì xin thưa với toàn thể quý vị, câu kệ pháp cú này nè, Đức Phật ngài dạy cái gì? Qua chiếc nghĩa từ vận nè, rồi qua duyên sự của cái câu kệ này nè, thì câu kệ này đó cho chúng ta biết đây là các cái danh xưng của một bậc lậu tận. Ngài Angulimala là bậc lậu tận, hoặc là đây là các cái danh xưng
của một bậc thánh thinh văn A La Hán. Cứ là bậc thánh thinh văn A La Hán thì sẽ có được các cái danh xưng này. Các danh xưng này có được là vì do các ngài đã có các cái pháp tính, các đức tính tương ứng. Chúng ta mà mong muốn trở thành thánh A La Hán hoặc là bậc thánh lậu tận hoặc là mong muốn được giải thoát khỏi mọi khổ đau đó, thì chúng ta cũng phải tu tập, quân tu phải tích lũy để có được các cái đức tính này. Khi nào mà mình có được các cái đức tính này thì ngay khi đó đó mình sẽ được giải thoát khỏi phiền não. Và rồi sau đó, đó sau khi thân ngoại mạng chung thì mình sẽ giải thoát được tất cả các cái sự khổ đau. Do vậy đó, tất cả các câu kệ ở trong phẩm Bà La Môn này chúng ta hiểu đó là các đức tính, các pháp tính của một người đã được giác ngộ, giải thoát khỏi phiền não hoặc là khỏi tất cả các khổ đau. Do vậy, tất cả các pháp tính, các đức tính đó chúng ta cũng phải huân tu, cũng phải tu tập, cũng phải bắt chước hành theo để có được. Thì cái câu kệ này đề cập trình bày đến 2, 4, 5, 6, 7, 8 8 danh xưng là 8 đức tính, là 8 pháp tính của một bậc thánh lậu tận. Danh xưng hay là pháp tính, đức tính đầu tiên là Út Sắc Phăng. Ngài Hòa Thượng Minh Châu người trời là bậc trâu chúa. Còn theo chức nghĩa từ vựng thì đây là con bò chúa. Dạ, con bò chúa. Và cái duyên sự này này xin thưa quý vị gợi mở cho chúng ta hiểu đó là các đức tính, các pháp tính này nè khiến cho con người đó, đó không còn sự sợ hãi nữa. Dạ, không còn sự sợ hãi nữa. Thành ra trong duyên sự đó mới đề cập đến cái đoạn đó là các bậc tỳ kheo mới thắc mắc thưa với trưởng lão Angulimala, vậy chứ khi mà cái con voi hung hãn đó nó đứng sau hiền giả, vậy hiền giả có sợ không? Thì trưởng lão Angulimala mới trả lời đó là thưa chư hiền, tôi không có sợ chi cả. Vậy thì phải đạt đến ở cái trình độ nào thì mới không còn sự sợ hãi? Ở trong thế giới, trong cuộc đời này nè, những chúng sinh nào không có sự sợ hãi? Thì xin thưa quý vị có 4 hạng. Một là con bò chúa. Hai là con voi mà được thuần chủng. Ba là con ngựa được thuần chủng. Voi, bò, ngựa được thuần chủng. Thì những cái hạng chúng sinh này nè không có sợ hãi. Bởi vì sao ạ? Vì nó tự hào về sức mạnh của nó, xin thưa quý vị, cho nên nó không sợ ai hết đó. Và thứ tư đó là bậc A-la-hán. Bậc A-la-hán không sợ hãi vì rằng các ngài không còn sân tâm. Các ngài không còn sân tâm cho nên đó là gì? Không còn lo lắng, không còn ưu tư, không còn sầu muộn, không còn sợ hãi. Đây là 4 hạng chúng sinh không có cái sự sợ hãi. Thì thành ra đó là khi nào đó mà một con người nào đó đó có được một cái đặc tính hay giống như con bò chúa hoặc là con voi thuần chủng hoặc là con ngựa thuần chủng vậy đó, thì người đó không còn sự sợ hãi. Nhưng mà xin thưa quý vị, con voi chúa nè ha, con bò chúa, con ngựa thuần chủng đó, thì đây vẫn cứ là dạng bàn sanh. Được tái sanh bằng tâm quan sát hay là thẩm tấn thọ xả quả bất thiện. Do vậy là gì? Cũng còn tham, cũng còn sân, cũng còn si. Chứ không sợ hãi là vì cái chủng loại đó, đó. Nó có cái sức mạnh vậy thôi. Nhưng mà rồi sau khi nó chết, nó xin thú gì đó.
thì có thể nó sẽ đi lên và có thể nó sẽ đi xuống. Có thể đi lên đó là từ bàn sanh là thành người, và có thể đi xuống là từ bàn sanh to xuống bàn sanh nhỏ. Riêng bậc A-la-hán là bậc mà còn gọi là bậc sát tặc, tức là đã diệt trừ tất cả các cái loại giặc phiền não, trong đó đã có giặc sanh, sự sân hận. Thì thành ra đó là bậc A-la-hán là bậc thật sự không còn bất kỳ một cái sự sợ hãi nào cả. Đây là cái pháp tính, đức tính đầu tiên. Pháp tính, đức tính thứ hai, pháp quá răng. Pháp quá răng có nghĩa đó là bậc cao thượng hay là cao quý. Uttamatthena. Uttamatthena là chóp hay là đỉnh hay là cao. Thì chóp đỉnh cao ở đây đó mình hiểu là gì? Là trên phương diện tinh thần, trên phương diện cái tâm. Để đạt được đến cái đỉnh, cái chóp, cái cao đó, thì cái sở hành, hành vi, lối sống của cái người đó, đó phải là cao thượng. Quý vị nhớ khi mà Bồ Tát Sĩ Đạt Ta vừa chào đời đó, ngài đi bảy bước đó, ngài chỉ tay lên trời, ngài chỉ tay xuống đất đó. Thiên thượng thiên hạ duyên hạnh độc tôn, chỉ có ta là tối tôn tối thắng ở trên thế gian này đó. Thì tối tôn tối thắng ở trên thế gian này đó có nghĩa là gì? Cái nghiệp thiện đã vượt bậc, đã đạt đến cái chỗ đỉnh cao. Và cái nghiệp thiện mà đạt đến chỗ đỉnh cao đó, xin thưa quý vị, quý vị hiểu đó là cái nghiệp nào? Tứ thánh đạo. Tứ thánh đạo đó thì là nghiệp thiện. Mà sau tứ thánh đạo thì là chuyển sang tứ thánh quả. Như vậy thì đó cũng vẫn là bậc A-la-hán, bậc lậu tận. Thì thành ra bậc lậu tận, bậc A-la-hán thì mới được gọi là người tối thượng hay là người thượng. Dạ, là đã vì đã do đó thực hành cái hạnh, hạnh lành đó, đạt đến chỗ gọi là đụng nắp. Dạ, đụng nắp thì thành ra đó mới được gọi là tối tôn tối thượng cao quý. Còn mình thì sao, xin thưa quý vị? Mình cũng vẫn đang tích lũy hay đang tu tập các cái thiện nghiệp, nhưng mà có đôi khi đó là vì do mình còn phàm đó, cái thành ra đó là cũng có khi mưa nắng thất thường. Còn cái chuyện mà nắng nhiều hay mưa nhiều đó thì là hên xui, là tùy thuộc, là dựa vào cái sự hiểu biết của mình đối với nhân quả nghiệp báo như thế nào. Mình có tàm có quý, tức là có sự sợ hãi đối với nhân xấu, nhân bất thiện, có sự sợ hãi đối với cái quả xấu, quả bất thiện hay không. Nếu mà mình có tàm có quý, tức là có cái sự sợ hãi đó, thì lúc đó là gì? Mình sẽ cố gắng tạo nghiệp thiện nhiều hơn, thì là mưa nhiều hơn nắng. Còn mà mình vẫn phất tỉnh năng lơ, nghiệp nó gì đó, nghiệp khổ nó đến thì kệ nó, nghiệp thiện nó đến thì kệ nó, thì lúc đó nó có thể là gì? Nắng nhiều hơn mưa. Mà xin thưa quý vị đó, để chấm dứt cái nhân khổ này, cái quả khổ, thì buộc lòng mình phải quân tu, tu tập nghiệp thiện đạt đến đụng nắp, tức là phải thành tựu cho được tứ thánh đạo. Đây là nghiệp thiện cao nhất đó, xin thưa quý vị. Thì khi đó đó mới cắt đứt được cái nhân khổ,
tức là cắt đứt tứ thánh đạo đó, cắt đứt được nghiệp bất thiện nè, đã đành rồi ha, mà cắt đứt luôn nghiệp thiện nữa. Yeah, cắt đứt luôn nghiệp thiện nữa. Thì thành ra từ khi mà tứ thánh đạo sanh khởi lên đó, thì từ lúc đó đổ về sau, người đó nó không có tạo nghiệp bất thiện mà cũng không có tạo nghiệp thiện nữa. Do vậy đó là gì? Sau đó đó, người đó không còn hưởng hay là không còn chịu cái quả do cách sống của họ nữa, mà họ chỉ bị hoặc là được hưởng cái quả do nhân xấu, nhân tốt trước đây đã từng tạo thôi. Do đã từng tạo thôi. Vậy thì khi mà mình đạt đến cái chỗ đó thì xin thưa quý vị đó, mình mà chưa có chết đi nữa đó thì mình cũng không có còn khổ vì phiền não. Còn mà chết rồi đó thì hết khổ vì phiền não và hết khổ vì mang cái thân này. Đó là pháp tính thứ hai. Và pháp tính thứ ba là quý răng. Quý răng là bậc can đảm hay là bậc hùng dũng, anh hùng. Can đảm hay anh hùng? Can đảm hay anh hùng ở đây đó là mình hiểu là sao, xin thú vị. Can đảm anh hùng ở trong chú giải mới giải thích là quý rí giá sampati già. Can đảm anh hùng theo cái nghĩa ở trong Bali này đó là người đó dám tấn tới, lướt qua, bỏ qua tất cả các chương duyên để thành tựu cho được cứu cánh đời sống tu hành. Thì khi mà giải thích theo từ ngữ này nè thì mình hiểu là gì? Trong bát chánh đạo đó thì có chánh tinh tấn. Nếu mà giải thích theo chi pháp đó sư thú gì? Thì có chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn này đó là một chi phần của bát chánh đạo. Vậy thì chánh tinh tấn này phải hợp với tâm tứ thánh đạo. Đó thì lúc đó mới được gọi là quý răng. Vì khi mà chánh tinh tấn này hợp ở trong tứ thánh đạo đó, thì lúc đó, đó mới có thể đó là gì? Lấn lướt qua tất cả các chướng duyên, lấn lướt qua tất cả các cái phiền não ác pháp để thành tựu cứu cánh. Thành tựu được mục đích của việc tu tập. Cho nên anh hùng hay là can đảm là như vậy đấy, xin thưa quý vị. Còn khi mà mình chưa đạt đến được cái trình độ đó thì sao, xin thưa quý vị? Nói rằng đi chùa này nha. Thì khi mà nói đi chùa đó thì nó cũng hơi tưởng nó hơi rộng rộng tí. Còn nói nè ha, cụ thể hơn tí đó là đi chùa để trai tăng bố thí đó, hay là đi chùa để nghe kinh thính pháp, hay là đi chùa để tu thiền, hay là đi chùa để trì giới. Thì trong các kiểu đi chùa đó đó, mình có dám lấn lướt bỏ qua tất cả các cái chướng duyên để mà mình không? Hay là còn bị trung chấn? Thí dụ như là gì? Sáng sớm ngủ thức dậy, sao thấy ở trong lòng nó khoan khoái nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, cho nên muốn đi vô chùa làm một cái gì đó, tức là tạo một cái nhân phước nào đó. Hoặc là gì? Quét rác chùa. Hoặc là đến các cái bảo tháp đó để ngồi trì kinh. Hoặc là kiếm một cái góc nào ở trong chùa đó thanh tịnh để ngồi hành thiền. Hoặc là đi vào tham gia các cái lớp giáo lý ở trong chùa. Nhưng mà ngay khi đó đó, ví dụ như ông chồng hoặc là bà vợ nói rằng anh ơi, hôm nay em hay là chồng có chuyện đột xuất, em hay là chồng ở nhà chấp nhà, rồi mình có dám là đóng cửa để đi không? Mình có dám vượt qua các cái chướng duyên đó không? Để gì? Ý tưởng, suy nghĩ,
thiện pháp của mình đó, nó được leo thang không? À thì hùng dũng hay là can đảm đó là phải biết lấn lướt vậy đó, để nuôi dưỡng, để trưởng dưỡng những ý tưởng thiện nghiệp, những ý tưởng phước lành của mình, nó được thăng hoa, nó được tăng tiến rồi. Đó, và khi mà mình làm được vậy đó thì xin thưa quý vị, bắt đầu đó là gì? À, cái tính chất nè, hùng dũng can đảm anh hùng đó đó, à, nó mới đạt được đến những cái đỉnh cao. À, rồi đến cái pháp tính thứ tiếp theo, Mahesin, à, là ẩn sĩ hay là đại trí tuệ. À, đại trí thức, à, ẩn sĩ đó tức là ngài bậc đạo sư của mình đó, xin thưa chị, tức là Đức Phật Gotama đó, à, thì được gọi là gì? Đại ẩn sĩ. À, thì ngài đó được gọi là đại ẩn sĩ, à, đệ tử của ngài đó được gọi là ẩn sĩ. À, thì đệ tử của ngài ở đây đó là mình hiểu là thánh chúng đệ tử của ngài đó thì được gọi là ẩn sĩ. Rồi những người mà đang tập tành đó, à, thì mình có thể trung ẩn sĩ, những người mà tập tành đó thì mình gọi là đại trung, thì là có tiểu ẩn sĩ. À, mình chưa trở thành được đại ẩn sĩ, mình chưa trở thành được trung ẩn sĩ thì mình tập để trở thành tiểu ẩn sĩ. Vậy thì ẩn sĩ là sao? À, chữ sĩ ở đây đó là chỉ cho người. À, còn cái chữ ẩn ở đây đó là gì? Là bậc đi tầm cầu đạo giải thoát. À, chữ ẩn sĩ ở đây đó nó có cái động từ là nó có động từ là e-si. À, là mình đi tầm cầu, đi tìm cái ở đây đó, tầm cầu, tìm cầu chân lý. À, ngài là đại ẩn sĩ này, thành ra chúng ta thấy đó, sau khi mà ngài từ bỏ ngôi đó, à, ngài đi tầm đạo giải thoát đó, quý vị biết là ngài học hết người này, ngài học đến người kia. À, thì học quá trời thứ vậy đó thì mới được gọi là đại tri thức. Thì mình cũng vậy, à, mình cũng phải đi tầm cầu tìm tòi học hỏi nè, đi tầm cầu tìm tòi cái đối tượng thích hợp cho cái tâm của mình, để từ đó đó ha, mà mình tạo được những ấn tượng mạnh sâu sắc. Qua đó đó, mỗi một lần mà nhớ lại đó thì mình mới có thể đó là, xin thưa quý vị, khởi lên cái sự rung cảm, ha, nổi da gà, nổi da ốc, sự quan hỷ mạnh vậy đó. Cái ẩn sĩ là vậy, là đi tầm cầu ha, xin thưa quý vị, đạo giải thoát. À, mình phải có cái gan vậy đó, có cái ý chí vậy đó. À, thì một lúc nào đó đó mình sẽ trở thành trung ẩn sĩ, là các thinh văn đệ tử của ngài, à, thánh thinh văn đệ tử của ngài. À, mà mình có cái đại nguyện mạnh á thì mình có thể trở thành bậc đại ẩn sĩ giống như ngài. À, pháp tính tiếp theo, quý chí ta quý năng, là bậc chiến thắng. À, thì bậc chiến thắng ở đây mình hiểu là gì? Ở trong phẩm ngàn đó, ở trong đó mình học nè ha, tại bãi chiến trường ha, dầu thắng hàng ngàn quân địch á, à, thì không bằng tự chiến thắng mình. À, chiến thắng như vậy đó tốt hơn. Vậy thì chiến thắng mình là chiến thắng cái gì? À, xin thưa quý vị, chiến thắng cái tâm ma đó. À, chiến thắng cái lòng ích kỷ của mình nè. À, chiến thắng cái sự ngạo mạn của mình nè. Chiến thắng cái tính ham nói của mình nè. Chiến thắng cái tính ham ăn ham ngủ của mình nè. Chiến thắng cái tính lười biếng của mình nè. À, chiến thắng cái sự ganh ghét của mình nè. Chiến thắng cái sự sân hận nè, oán thù nè, chửi bới nè, la mắng nè, mắng nhiếc nè, đánh đập nè. Chiến thắng cái ngu ngơ, sống, nói, làm thiếu trách nhiệm, không có phân tích để thấy ra được cái tính hợp lý. Đó, chiến thắng như vậy đó thì mới là tốt đẹp hơn. Bởi vì cái chiến thắng đó đó không có chiến bại. Chứ còn mà mình chiến thắng người khác đó, xin thú gì,
Hôm nay mình hùng biện nè, người ta nêu ra chủ đề cái mình cãi cọ cho người ta mình thắng. Nhưng mà rồi hôm khác đó mình gặp người khác đó, mình sẽ bị thua. Người xưa mình nói quýt dày có móng tay nhọn, mình thắng người này thì mình có thể bị thua người khác. Nhưng mà mình chiến thắng tâm ma của mình thì thử hỏi quý vị đó, mình còn thua ai nữa không? Sở dĩ đó mà mình còn muốn hơn người ta đó là vì do còn tham còn ngã mạn. Do đó đó là gì? Mình tham nói đi sư thú gì thì thành ra mình giành nói với người ta. Đầu đó là gì? Mình nói được cái mình cho rằng là mình hơn người ta. Nhưng mà mình quên rằng đó là sự thể hiện của tâm tham đó, tham nói đó. Thì bây giờ đó mình hiểu ra được nè. Tham có hại. Thì thành ra là gì? Cứ mình giảm từ từ là lúc đó mình sẽ chiến thắng được cái tâm ma của mình. Bậc chiến thắng là như vậy, là chiến thắng cái tâm ma của mình. Ồ, dài quá ha. Tới pháp tính tiếp theo, A Ni Chăng là bậc thoát khỏi các cái dục vọng. Thoát khỏi các cái dục vọng ở đây đó là mình hiểu đó là cắt đứt trừ tuyệt nè, rễ hay chi nhánh của tâm tham, không còn dư sót bất kỳ một mảy may của tham nào nữa đó. Thì lúc đó được gọi là bậc đã thoát khỏi dục vọng. Na Hà Ta Căng là bậc đã tẩy sạch, đã rửa sạch. Thì tẩy sạch rửa sạch ở đây mình hiểu đó là tẩy sạch rửa sạch các ô uế bận nhơ ở trong tâm. Thì tham là ô uế, là bận nhơ, sân là ô uế, là bận nhơ, si là ô uế, là bận nhơ. Người này không còn bất kỳ một chút mảy may nào của tham sân si đó, đó thì được gọi là bậc đã tẩy sạch. Cuối cùng bậc giác ngộ. Bậc giác ngộ ở đây đó mình hiểu là gì? Là giác ngộ tự thành đệ. Biết rõ ràng khi nào mình còn hiện hữu thì đó chính là hộ đệ. Và vì do mình còn ước muốn được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm, được đụng chạm, được suy nghĩ, thì thành ra đó là mình sẽ còn tiếp tục hiện hữu sau này. Cứ còn tiếp tục hiện hữu đó thì tất yếu dẫn đến mình sẽ còn bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết. Tất yếu đó mình sẽ còn cái gì? Muốn cái này, người kia nhưng mà không được. Rồi ghét cái người này, vật kia đó, nhưng mà rồi mình cũng vẫn cứ sẽ phải bị gần. Hiểu ra vậy thì bắt đầu là gì? Giảm dần bớt đi cái sự thích, sự mê, sự ham thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ đó. Và đến một lúc nào đó tham mê này, ghiền đó, đó mà không còn, thì đó chính là niết bàn, là sự an lạc. Mà để tham mê ghiền đó không còn thì buộc lòng là gì? Mình phải sống theo bát thánh đạo, phải hiểu rõ ràng ra được cái nào là thiện, cái nào là ác. Thiện thì là thiện như thế nào, ác thì ác ra làm sao. Từ chỗ đó, đó mà cố gắng gìn giữ cái miệng của mình, cố gắng gìn giữ cái thân của mình, cố gắng gìn giữ cái cách sống của mình, sao cho phiền não ác nó không có sinh khởi lên. Hiểu vậy, sống vậy, giữ vững cái lập trường của mình, nhớ rõ ràng vậy đó, thì khi đó ham mê, thích thú, ghiền đó, đó từ từ nó sẽ giảm. Đó, từ từ nó sẽ giảm. Thì giác ngộ tứ thánh đế là như vậy đó. Đây là 3, 5 tám pháp tính, tám đức tính của một bậc thánh lậu tận, một bậc thánh A-la-hán thinh văn. Người có tám pháp tính, tám đức tính này, Đức Thế Tôn ngài gọi là Bà-la-môn. Vậy chúng ta cũng ráng cố gắng thực hành theo. Thì khi đó đó xem như mình với pháp bảo nè có cái gần gũi, mình với Phật bảo đó có cái chỗ thân quen. Thì trong đời sống này đó, nếu mình chưa có đủ duyên lành để trở thành Phật,
thì đời sau kiếp khác đó mình mới có cái cơ duyên được gần Phật, được trở thành Phật. Mình mới có cái cơ duyên được gần Pháp, được nếm hương vị Pháp. Chúng tôi thấy có Ngài cung kính đánh lễ Ngài Thượng Tọa Tuệ Quyền, và thấy có Ngài vào rồi, chắc có lẽ có thông báo chi đến Rum. Thành ra xin được chấm dứt thời giảng với đề tài câu kệ Pháp Cú số 422 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng Pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức, cầu mong các Ngài được an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, mong quý vị hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật Pháp. Phước này xin chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn, Đại Thượng Tọa Tuệ Quyền cùng chư Tôn Đức đã vòng rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học Pháp. Dạ, chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya de wa pa santi vihara wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu vu chi ta so thin ka ron te tha vihara mang da le the ra cha mat cha na wa ka cha bit ka wo sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka Gama cha de sa ni gama cha isara sappana puta sukita pawan tu te cha la mu cha ye pi cha anda sampawa samse da cha ta ha po pa pa ti ka ni ya ni kang thamma wa rang pa tit cha te sappe bi dukkha sakharantu sankhayam thato chirang satang dhammo dhammathara cha buddhana sankho hotu samaggo va atthaya cha hidaya cha amhe rakkhantu sakdhammo sappe bi dhammacharino vô thêm sâm pa phu này ya ma tham ma ri ya pa về đi tề. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe Pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học Pháp. Kính chào tạm biệt. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền, và con xin xuống mic. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Khai Gia, chưa để chúng nghe rõ, và cảm ơn quý vị. Hôm nay là chúng ta đã học cái câu cuối chưa, hay là ngày mai mới là cái câu cuối à? Quý vị trong ban điều hành trả lời giờ qua giúp chùm. Hôm nay là câu cuối cùng chưa, hay là ngày mai? Và ngày mai ha, và ngày mai. Thì ngày mai chúng tôi sẽ sợ e là nhiều khi nó cũng có một số việc nó cũng vướng vào ngày đó, thì báo cho quý vị biết thì Đại Tòa Minh Mẫn có mặt ở trước mát không à. Dạ, cảm ơn Tòa Minh Mẫn. Có thể Tòa Minh Mẫn giúp giùm cho một việc này chút xíu. Ngày mai sư Tịnh Đạt giảng, thì ngày mốt á, thì tranh thủ ngày mốt thì chúng ta sẽ có một cái cuộc họp của chư Tăng và chư Phật tử trong ban điều hành, cũng như là xin cung kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Mẫn và truyền đạt lại quý em ấp nói dùm cho sư Tịnh Đạt, giúp tôi thông báo các vị giảng sư ở trong room dùm, để chúng ta sẽ thống nhất trên một cái chương trình để chúng ta sinh hoạt cái room Phật Pháp Cú nó như thế nào, theo cái hướng như thế nào, thì sẽ lấy ý kiến của chư Tăng và toàn thể đại chúng.
chứ chúng ta cũng không có ngoại trừ chỉ là cái ngày Chủ nhật, chỉ một ngày đó của Sư Phụ Giác Giới thì chúng ta thỉnh thì coi như là cái giờ đó giấc nhất định rồi thì Sư Phụ giảng về thanh tịnh đạo thì đó cũng là một điều hay. Còn thí dụ như còn tất cả lại chúng ta gọi là chuyên đề Pháp Cú, thì chúng ta đi ở trên đề Pháp Cú thì chúng tôi sẽ nói cho quý vị nghe vào cái ý kiến của chúng tôi, cũng như cũng thỉnh ý kiến Chư Tăng. Thì để chúng ta sẽ có một cái chương trình nó tương đối là nó đi một cách tức là căn bản, chứ không là thế này thế kia được. Thì thỉnh ý kiến Chư Tăng và mong cái ý kiến của ở trong ốp và cũng như Chư Phật tử, thì chúng ta sẽ có một cuộc họp vào ngày mốt, tức là tối ngày mốt, tức là sự ngày mai xong thì bắt đầu qua ngày nữa, thì vào ngày mốt thì mong quý vị quan hỷ chúng tôi báo như vậy để chúng ta có một thời gian để chúng ta sinh hoạt lại như đó ở trong rung. Thì mong quý vị cũng như cúng thỉnh kính thỉnh nó Chư Tăng đang hiện diện có mặt, và cũng như là báo cho các vị ốp xin quý vị quan hệ có mặt dùm vào ngày mốt, và cũng như là xin nhờ quý ốp quan hệ nhớ báo sự tình đạt thỉnh các vị MC trên Chư Tăng mà không có mặt ngày hôm nay chưa biết thì sẽ thỉnh vào ngày mốt để chúng ta có mặt để sinh hoạt chung, rồi sau đó chúng ta mới tiến triển tiếp. Và kính cảm ơn quý vị, chúng tôi đã nó có vài lời như vậy, và bây giờ này thì thỉnh kính thỉnh lễ Chư Tăng và thỉnh chào toàn thể quý vị, chúng ta sẽ gặp lại sau. Và cảm ơn quý vị.